Rồi mày đeo phone để thu vô cho mấy bạn online cho rõ. Thì cái buổi hôm nay mình sẽ học về hàm số, hàm. Thì xong rồi tuần sau mình sẽ, tuần này là tuần tuần năm, tuần sau tuần sáu mình sẽ làm một bài tập ôn tập ha, giải bài tập. Xong rồi tuần 7 là mình sẽ thi giữa kỳ ha các bạn. Tuần 7 là mình sẽ thi giữa kỳ tại lớp. Chắc là mình sẽ viết trên giấy. Thật ra thì thầy có thể cho mấy bạn viết code nộp, nhưng mà mấy mấy bạn nó không đem máy. Không biết là ở đây tất cả mọi người có đem máy theo không? Giả sử như mà thầy cho mấy em chọn thì mấy em muốn làm trên máy hay là viết giấy? Hả? Máy hả? Máy em đem theo được không? Máy thì phải máy hết nha. Tại máy thì dễ, nhưng mà thầy sợ mấy em đem theo này nọ nó mất công. Hả? Ở đây vậy vậy ở đây có ai muốn làm máy không, giơ tay thầy coi. Vẫn không, 100% là không được. Thôi vậy làm giấy đi. Thầy bình thường là giấy ha, máy là thầy cho mấy em chọn thôi. Tại vì mình học online rồi thì nó là giấy ha. Thôi viết giấy ha. Thì giấy tự mấy em chuẩn bị luôn ha. Tự mấy em lấy giấy nào cũng được á. Giấy dở là được rồi. Rồi vậy ha, tức là từ sau mình làm bài tập xong rồi từng tiếp theo nữa là từ 7 mình sẽ, chắc là mình sẽ học nửa buổi, mình sẽ làm nửa buổi. Rồi mình nói bài hôm nay ha. Thì cái phần đầu tiên đó là mình sẽ nói về cách viết hàm. Cách viết hàm thì trước khi mà mình tạo ra một cái hàm á là mình sẽ phải nói bạn cuối nha, đúng không? Trước khi mình tạo ra cái hàm của mình á thì mình sẽ sử dụng những cái hàm mà người ta cung cấp sẵn. Ở trong sử dụng cộng nó có số hàm người ta cung cấp sẵn, ví dụ như là hàm lấy căn bậc 2 hay là hàm tính số mũ. Đó, mình xài mấy hàm có sẵn. Rồi khi mình viết hàm của mình đó, thì nó có một số cái kiểu, ví dụ như cái hàm đó xử lý xong nó có trả về gì hay không. Mình sẽ coi cái cách đó, thì khi mà nó trả về thì mình viết làm sao. Trả về mình viết làm sao. Rồi để mà viết một cái hàm thì nó có những cái thành phần gì, kiểu trả về làm sao, tham số đầu vào, mình muốn là cung cấp cái hàm đó cái dữ liệu đầu vào để nó xài á, thì ghi làm sao. Rồi những cái hàm của mình á, mình sẽ gọi, mình xài khi nào, và nhiều hàm nó kết hợp nó sẽ gọi lẫn nhau để nó làm việc trong cái chương trình của mình sao ha. Thì mình sẽ lần lượt mình đi qua những cái bước đó. Cái đầu tiên là mình sẽ nói về những cái hàm được định nghĩa sẵn ha, predefined function, những cái hàm được định nghĩa sẵn. Thì một số cái hàm á, nó được định nghĩa sẵn mà nó nằm ở trong cái thư viện Math mà chắc là hôm rồi mấy em đã code rồi, thư viện Math.h. Thì ví dụ như SQLT hay là Power hay là ABS để lấy giá trị tối, hàm min, hàm max, vân vân. Một số cái hàm đó là cung cấp sẵn cho mình. Thực ra những cái hàm đó người ta cũng tạo ra thôi, nhưng mà nó đã được ghi dịch sẵn ở trong cái ngôn ngữ của mình rồi, mình không phải code lại. Những cái hàm đó mà mình xài á thì mình sẽ căn cứ vào cái cách mà nó khai báo thì nó cần những cái tham số nào mà mình gọi ra mình xài. Ví dụ như giờ mấy em thấy hàm SQLT hàm căn bậc 2 thì mấy em để ý là ở trong đó mình cần trừ cho một cái số tập phân. Số tập phân. Đó. Thì khi mình có đó, mình mở mặt đơn ra thì nó sẽ gợi ý cho mình trừ số tập phân. Nếu mà trừ số nguyên thì nó sẽ báo lỗi. Lỗi. Thì như vậy khi mình gọi ra
thì mình nhớ là coi cái khai báo của nó cần những cái đầu vào là cái gì, là có đúng à. Và mình đổi ra thì mình đổi như thế nào, chỉ cần biết cái tên hàm thôi là được. Ví dụ bình thường em biết SQLT, em gọi hàm SQLT ra và dĩ nhiên là có mẫu mặt đúng mặt đơn ha, cái hàm của mình gọi như vậy, cái hàm có sẵn giờ. Và mẫu mặt đúng mặt đơn thì trong đó có cái gì hay không thì tùy tùy hàm, tùy hàm mình có bỏ cái đơn đó, tùy hàm không có bỏ đó, nó làm vậy. Rồi thì những cái mà nó nằm ở trong dấu mặt đơn đó, ví dụ như mấy em thấy ở trên slide ha, để thầy zoom ra một xíu. Những cái số nội đỏ dụng cho mặt đơn á, ví dụ như em thấy là số 1, 2, 3 bỏ vô mặt đơn thì đó mình gọi là những cái tham số à, tham số argument hoặc là parameter à, đó mình nhớ cái tên, để những cái lần về sau mình gọi, ví dụ mình gọi tham số thì mình biết nó nằm chỗ nào, giờ mình gọi tên hàm thì mình biết nó nằm chỗ nào. Rồi những cái giá trị, ví dụ như mấy em thấy là những cái giá trị mà mình có được khi mình tính toán cái hàm đó ha, thì mình gọi là giá trị trả về, kiểu như là bây giờ số 7, số 9, 11, khi mình tính toán cái hàm mình truyền giá trị vào không biết tới nhân cộng trừ nhân chia gì đó mình được kết quả, thì đó là giá trị trả về của cái hàm đó. Thì đây là một số cái hàm nãy thầy vừa nói thôi. À, thì nó quen thuộc với mình rồi. Ví dụ em thấy SQLT trong đó chữ x đó là cái một cái biến hoặc là một cái số mình cần bỏ vào, hoặc là mình có thể ghi là in, lỗi, mình có thể ghi là x bố x bằng bằng 10 hoặc là x bố x bằng 4 thì bỏ biến x đó vào, hoặc là mình bỏ thẳng số 4, số 9 gì đó vào. Hai cách, một là mình chuyển biến, hai là mình đưa giá trị luôn. Tự vậy với những hàm khác ha. Rồi một cái ví dụ cách gọi cái hàm float để làm tròn số. Em thấy là 48,79 thì nó bằng 48.0. Đó, đó là một cái ví dụ khác để mình sử dụng cái hàm có sẵn predefined function. Rồi, cái này thì em quen thuộc rồi ha. Một số cái hàm khác trong cái thư viện nó mắc chính ha. Thì cái này khi mình xài em coi lại thôi. Cái này mình bỏ qua cái này ha. Tên hàm ví dụ ha, tên hàm ví dụ ở giữa là mô tả, thì thật ra những cái hàm này em đọc một cái tên là em biết rồi, code rồi sin rồi lấy số mũ rồi abs ha, vâng. Rồi một cái ví dụ khác mình xài cái hàm đó, ví dụ em thấy là cái slide có cái dòng màu xanh đó là hàm power, hàm số mũ ha, power mấy mũ máy. Thì mình có hai cái biến, một là biến base, hai là biến exponent là số mũ. Rồi, ví dụ mình truyền ra mũ 2 thì power 10,2 đúng mặt đơn lại và đưa vào hai cái biến. Rồi, đó, đó là một cách xài ha. Tiếp theo, thì cái đó là một giới thiệu mình xài, mình sử dụng trong đó có một số cái thành phần của cái hàm mà predefined function là có sẵn. Thì giờ xong rồi thì mình sẽ định nghĩa cái hàm của mình. Chưa? Thì nó gọi là user defined, user là mình đó, là người lập trình viên đó. Ha, user defined function. Đó, thì user defined thì nó có một số cái khái niệm mà nó gắn với cái tên hàm nó như thế nào, những cái thành phần trong cái hàm đó. Thì đầu tiên đó là mấy em thấy cái kiểu nằm ở đầu ha, ví dụ mấy em thấy float thì đó là kiểu trả về. Chưa? Kiểu trả về. Thứ hai là function name, thứ hai là function name là một cái tên gì đó mà mình đặt ra nó gắn với cái xử lý của cái hàm đó. Thì ngay chỗ này thì lưu ý luôn là mình viết cái hàm nào đó thì mình phải đặt cái tên cho nó đúng, nó gần với cái việc xử lý mà mình đang làm. Ví dụ như bây giờ mình ghi cái hàm là tìm max, đó thì mình tìm số lớn nhất trong hai số, hoặc là
tìm sinh viên có điểm trung bình cao nhất ha, hoặc là thì mình sẽ ghi là file có là tìm trung bình cao nhất hoặc là file max average gì đó vân vân. Đó. Cái thứ hai là mình ghi tiếng Anh thì tiếng Anh hết, tiếng Việt thì tiếng Việt hết ha, đó thì nhắc rồi. Rồi. Tới cái cụm trong dấu mật đơn. Thì cụm trong dấu mật đơn hồi nãy mình gọi là arguments hoặc là parameter. Thì ở trong cái cụm đó thì mình khai báo những cái tham số. Mình khai báo nếu có một tham số thì mình khai báo kiểu, mình khai báo tên rồi xong. Nếu có hai cái thì những cái tham số đó cách nhau bởi dấu phẩy ha. Kiểu tên tham số thứ nhất, phẩy kiểu tên số thứ hai. Nếu có ba cái thì mình cách dấu phẩy thôi. Ok. Rồi cuối cùng em thấy có dấu chấm phẩy phía sau ha. Rồi nhớ để dấu chấm phẩy phía sau. Thì nguyên cái đoạn bên trên thì mình gọi là khai báo hàm. Khai báo ra thôi, có nghĩa là mình có cái hàm đó mình sắp xài được. Nhưng mà nó chưa có xử lý, có nghĩa là cái hàm đó nó có thôi chứ mình không biết cái code của nó là gì. Rồi. À, và sẵn thì nói luôn là đối với siêu cộng thì viết như vậy. Nhiều khi mấy em qua ngữ khác nó còn có thêm một hai cái keyword nào đó mấy em phải viết thêm thì nó mới ra cái hàm. Có nghĩa là những cái thành phần mấy em nhận biết là kiểu trả về. Qua ngôn ngữ khác có nha, có kiểu trả về. Tên hàm có luôn, tham số có luôn. Nhưng qua ngữ khác nhiều khi nó không phải viết như vậy. Hiểu không? Nhiều khi nó sẽ đổi lại, nó biết cái len trước rồi kiểu sao, hoặc là có thêm dấu hai chấm, hay là có thêm dấu mũi tên gì đó vân vân. Tùy theo ngôn ngữ mà nó sẽ có cái cách khai báo khác nhau, nhưng ý nghĩa của nó thì giống. Vẫn có kiểu trả về, vẫn có tham số, vẫn có tên hàm. Rồi. Rồi, thì như vậy mình nhắc lại có hai cái. Một là kiểu trả về, có nghĩa là sau khi mà mấy em biết cái xử lý cho cái hàm đó. Lúc nãy cái slide này là khai báo thôi, chưa có code xử lý. Sau khi mình xử lý xong, mình trả ra cho cái người gọi hàm á, cái gì, thì cái đó là gọi là kiểu trả về. Có nghĩa là giờ giả sử như mình đưa, mình cung cấp quả trứng, mình cung cấp cái chén, cái chảo gì đó, kết quả mình lấy được là cái trứng ốp la, thì kiểu đó là trứng ốp la. Mình đưa hai số nguyên, mình tìm, hãy viết cái code so sánh if else gì đó để tìm ra một cái số lớn nhất. Thì như vậy thì cái số lớn nhất của mình kiểu gì thì cái kiểu trả về là kiểu đó. Có nghĩa là mình muốn đưa kết quả lại thì kết quả đó mình căn cứ kết quả đó mình coi kết quả đó kiểu gì thì cái return type là kiểu đó. Function name ha, function name thì thầy nói rồi. Như vậy thì khi mình viết function name ra, mình phải để ý, để xíu mình gọi lại, mình sử dụng nó cho đúng ha. Nghĩa là mình ghi cái hàm là tìm max. Thì xíu nữa đâu đó mình gọi là tìm max. Nhưng mà max này á là mình sẽ coi tên nó chính xác 100% ha, phân biệt hoa thường, không biết là mình ghi hoa thì mình phải gọi hoa. Ghi thường phải gọi thường. Đó. Và một cái chú ý nữa là mình đặt cái tên hàm thì đừng có đặt những cái từ khóa mà mình gọi là những cái keyword có sẵn. Tại vì trước giờ ví dụ mình đặt tên hàm, mình đặt tên hàm if thì nó trùng với keyword của cái phép toán so sánh if else thì không được. Do đó thì thường nhắc như vậy. Tránh mấy keyword ra, đừng đặt. Rồi. Parameter list có nghĩa là danh sách tham số, thì nãy thì nói rồi ha. Kiểu tên tham số, rồi phẩy, rồi kiểu tên tham số, vân vân. Cuối cùng là dấu chấm phẩy thì mình cũng nói rồi. Thì đó, bắt buộc phải có. Đối với ngôn ngữ này thì bắt buộc phải có. Rồi, thì cái đó là những cái thành phần trong lúc mình khai báo hàm. Bây giờ tới function implementation. Implementation tức là mình cài đặt cái xử lý cho nó ha. Cài đặt cái xử lý. Rồi thì lúc mình cài đặt cái xử lý á, thì mình tạm nói về lý thuyết thì nó có hai cái phần. Lúc mình viết cái code xử lý cho nó thì nó có hai phần. Một mình gọi là function header, hai là function body. Header là cái kiểu trả về, rồi cái tên hàm, rồi tham số này nọ. Nó không có dấu chấm phẩy. Tại mình từ em viết hàm em biết là, ví dụ em viết là hàm in max, rồi mở mặt đơn in A, in B, đóng mặt đơn xuống dưới mấy em mở mặt nhọn, đóng mặt nhọn mấy em viết cái hàm. Đó, thì cái phần mà khai báo hàm hồi nãy mà nó bỏ cái dấu chấm phẩy ra
tìm gọi là header của cái hàm. À, còn có xử lý if này a lớn hơn b, if a nhỏ hơn b thì nó có xử lý đó mình gọi là body, cái thân. À, thì nó có hai phần như vậy. Rồi cái return á thì giống như nãy thầy nói là bây giờ mình xử lý xong thì mình trả về. À, mình nói tiếng Việt, nãy giờ nói tiếng Việt là trả về. Đó thì cái việc trả về đó trong code mình ghi là return ha mọi người. Mình ghi là return A, return B hoặc là return 10, return 5, chấm phẩy, vân vân. À, mình cái kết quả của mình là gì thì mình ghi return cái đó. Mình có thể return một cái biến là ABC, X, Y, Z gì đó. Hoặc là một cái giá trị luôn, giá trị cụ thể 10, 5, 1.5, vân vân. À, hoặc là một cái biểu thức cũng được. Ví dụ mình ghi là return A lớn hơn B. À, thì A lớn hơn B nó sẽ cho mình cái chân trị là đúng hoặc là sai, thì nó sẽ return ra luôn cái chân trị đó. Rồi đây là cái cú pháp thôi, cú pháp ví dụ ha. Đó, mình ghi return một cái expression nào đó. Expression là cái mà thầy vừa nói đó, A lớn hơn B chấm phẩy, thì nó sẽ tính toán cái giá trị cuối cùng của cái expression đó rồi nó trả về. À, rồi mình có cái hàm cụ thể ha, mình sẽ viết cài đặt load file area có hai cái biến length với wide, có nghĩa là mình tìm diện tích với chiều dài và chiều rộng. Thì như vậy mấy em thấy là mình nói tiếng Việt là như vậy, thì bây giờ để tìm diện tích thì người ta cho cái gì? Người ta cho chiều dài, người ta cho chiều rộng, thì những cái người ta cho đó mình sẽ đưa vào tham số. Được chưa? Cho cái gì thì đưa vào tham số. Rồi, và đưa vào tham số thì căn cứ vào cú pháp mà vừa nói khai báo làm sao cho đúng. Load length, load wide. Đó, tên hàm, file area. Giờ tính toán diện tích xong hết rồi, trả về thì diện tích mấy em độ là kiểu gì bây giờ? Kiểu in hay là kiểu thập phân? Đó, thì tùy ha, tùy nhiều khi mình làm tính toán mình thích kiểu in thì mình trả về in. Bây giờ mình đang tính toán cái thập phân nó mới đúng với bên ngoài ha, thì mình đưa là plot phía trước ha. Rồi xong rồi mấy em thấy là cái thân thì đây nó sẽ có mỏ mặt nhọn đó, mặt nhọn ha, đây này nè, là mỏ mặt nhọn ha, bên dưới là đóng mặt nhọn lại. Rồi thì ở trong đó là mình tính toán cộng trừ nhân chia gì đó, xong rồi return về. Đó, thì đó là một cái hàm đơn giản hoàn chỉnh lúc mình định nghĩa hàm ha. Em lẽ mình thấy xanh. Rồi, mình khai báo xong rồi. Mình viết code xử lý xong rồi, giờ mình gọi ha. Mình gọi là call, call function. Call là gọi, gọi ra xài á mấy em. Có nghĩa là nó nằm ở đó nhưng mà giờ mình phải xài, mình mới coi cho nó đúng hay nó sai ha. Thì mình gọi cái hàm á thì mình sẽ gọi bằng cái tên hàm. Do đó nãy thầy nói là mình biết cái tên hàm là gì, mình phải để ý mình gọi cho đúng em. Cái thứ hai là nếu cái hàm đó có tham số đầu vào, hồi nãy mình viết là có chiều dài và chiều rộng thì mình nhớ bỏ chiều dài và chiều rộng vào. Còn hồi nãy là mình viết không có tham số đầu vào nào hết thì thôi, mở một đơn đó, một đơn là xong. Cái thứ ba, nếu hàm có trả về thì mình phải khai báo cái biến nào đó để mình chứa cái giá trị trả về đó. Nếu có giá trị trả về nha thì khai báo cái biến phía trước để chứa giá trị trả về. Cái dấu sao á, dấu sao là ý cuối cùng ở trên slide á, declare a variable for getting return value, khai báo cái biến để nhận giá trị trở về. Rồi mình sẽ có ví dụ ha. Thấy thì nãy mình viết hàm file area rồi, ở đây là khai báo hàm chấm phẩy ha. Thì cái thân hàm, cái code hồi nãy á, là mấy em biết rồi, thì nó nằm đó phía cuối, phía dưới này. Phía dưới này. Thế thì trong cái hàm main này là mình gọi, mình xài. Ví dụ mình nhập vào chiều dài và chiều rộng, hai cái biến. Sau rồi mình lấy hai cái biến mình xài, thì mình gọi hàm ra.
tên nè, tên hàm file area bỏ hai biến vào. Cái hàm này mình biết là có giá trị đó về thì mình khai báo hôm trước mình cho nó bằng. Đó là vậy. À, sau đó thì cái biến giá trị trở về này muốn làm gì cũng được, muốn in ra hoặc tính tiếp cái gì đó tùy ý của mình. Rồi đây là cái code của cái phần còn lại trong cái code hoàn chỉnh thôi ha. File audio nãy mình biết rồi. Rồi cái phần này là cái gì? Thế thì em vừa coi là một cái hàm thôi, một cái hàm, một hàm main. À, một hàm main gọi là một cái hàm thôi. Bây giờ nó có nhiều cái thì nó gọi làm sao? Thì đây là demo gọi thử. Bây giờ mình sẽ có ba hàm. À, mình sẽ có ba hàm này. Ring square, get square và get 10. Được chưa? Rồi mình coi thử nó làm cái gì đó ba hàm này ha. Ring square là mình sẽ ring square của một cái số number, có nghĩa là mình có cái số number, mình tìm cái bình phương của nó xong rồi mình in ra. Đây có hai dòng code. Get square là một cái hàm trả về nó nhân nó là bình phương, được chưa? Hàm ring square này là lấy giá trị bình phương đó và in ra. Ở đây cái code thầy xài printf là ngôn ngữ C, thật ra mình có thể đổi thành CAO ha. À, một cái hàm thứ ba nữa là hàm get 10, thì ở đây chỉ đơn giản là return 10 là xong. Đó mình có ba cái hàm ha. Giờ mình lên hàm main mình coi thử nó gọi như thế nào. Đầu tiên mình sẽ gọi hàm get 10 em. Chưa, gọi hàm get 10. Nó sẽ chạy từ hàm main chạy xuống ha mọi người. Đây, giống mũi tên nè, chạy trên đây chạy xuống. Chạy vô đây thì khai báo cái biến ha. Sau đây get 10. Thì như thế get 10 đến đây thì làm gì? Đến đây thì có dấu mũi tên nó để sẽ đi xuống cái hàm get 10. Đây. Rồi nó trả ra cho mình số 10 ha. Thế số 10 để đâu? Số 10 nó sẽ để vào cái biến number này. Được chưa? Rồi nó sẽ chạy xuống dưới tiếp. À, thì cái biến number đó nó được đưa vào cái hàm ring square. À, thì nó sẽ chạy xuống cái hàm ring square, chạy qua mũi tên này đi xuống dưới. Xuống đây. Hàm ring square. Hàm ring square này nó lại gọi một cái hàm khác là get square. Thì nó sẽ chạy tiếp xuống dưới. Nó lấy ra thì mọi người lặng trăm. Sau đó nó quay lại đây, nó in ra. À, thì kết thúc. Kết quả của mình là được 100. Và cuối cùng cái hàm return main nó kết thúc luôn. Kết thúc chương trình. Được chưa? Thì đó là cái cách gọi nhiều hàm, nó gọi liên tiếp với nhau. À. Rồi bạn có hỏi gì không? Các bạn online có hỏi gì thì bật mic nói ha. Rồi. À, thì như vậy là mình sẽ tóm tắt lại là như vậy mình tóm tắt lại cái hàm của mình á là một cái đoạn chương trình nó được chia nhỏ ra để nó giúp cho mình giải quyết cái công việc nào đó, được chưa? Có nghĩa là bây giờ có công việc nãy em thấy là bây giờ tính diện tích với chiều dài chiều rộng đi thì gọi hàm tính diện tích. À, trước giờ là mấy em biết cái tính diện tích đó mấy em để đâu? Mấy em để trong file main. Được chưa? Giờ mấy em cắt cái đoạn đó, mấy em viết thành cái hàm riêng. À, để làm cái nhiệm vụ riêng của nó thôi. Có nghĩa là giờ cho hai số thì tính diện tích, cho hai số thì tính diện tích. À. Rồi. Nhắc lại thứ hai là lúc nãy mình khai báo hàm. Khai báo hàm tiếng Việt, tiếng Anh là prototype. À, tiếng Anh là prototype, khai báo mẫu, khai báo hàm, khai báo mẫu hoặc là khai báo prototype. Có nghĩa là mình khai báo kiểu trả về tên hàm, thông số đầu vào và chấm phẩy. Chấm phẩy ha, không có cái thân. Rồi, tiếp theo là khi mình biết cái thân hàm thì nó nằm trong cái cối, một nhọn đó một nhọn. Ha. Và hai ý tiếp theo là hàm của mình thì như thầy nói là
xử lý xong thôi, hoặc là xử lý xong thì trả về kết quả, thì đó là hàm có chịu trả về, có return value. Nhưng như vậy thì khi mình xài cái hàm đó thì mình gọi là gọi hàm ha, call đó, call. Rồi thì nếu mà mình xài cái hàm nào đó, mình call cái hàm nào đó mà có kiểu trả về, thì mình phải khai báo một cái biến ở phía trước cái hàm đó để mình giữ cái kết quả trả về đó. Và nãy giờ mình nói trả về như vậy thì khi mà trả về thì ở trong cái thân hàm, khi mình có cái thân của nó thì mình dùng từ khóa return ha, dùng từ khóa return. Rồi rồi xong ha, đó là phần đầu tiên mình viết hàm. Các bạn có hỏi gì không? Rồi bạn online có hỏi gì không? Ok rồi. Thì chắc là thầy sẽ demo cho mấy em ngắn gọn một cái, là sẵn thầy sẽ nói về cái việc chia file luôn ha. Chia file thì có thể mấy em biết rồi, mình nhắc lại luôn. Rồi mình sẽ tắt cái slide này ha. Mình sẽ mở Xcode lên. Mình sẽ tạo project ha. Thì cái việc mà tạo project để ra cái file code này á, thì tùy mỗi người, nếu ai xài Mac thì có thể làm giống thầy, nếu ai xài Windows thì tạo bằng Visual Studio ha, lần trước thầy demo rồi. Đó, mình có cái file để code ha, ví dụ file main nè. Rồi, đấy thì mình đó, mình code vô thôi. Thế thì giờ giả sử như mình viết cái hàm tìm max giữa hai số đi ha. Mình ghi là in hai số nguyên hả mọi người, max in A, in B. Để cho bự lên xíu ha. Mọi người thấy không? Ở dưới thấy không? Bàn cuối thấy không? Rồi. In A, in B chấm phẩy, khai báo hàm ha. Khai báo này xong rồi mình định nghĩa, mình định nghĩa ở đâu? Mình có thể định nghĩa ở trên luôn cũng được. À. Nhưng mà nếu mà định nghĩa ở trên thì khai báo này nó bị dư, ha, giả sử như vậy. Đó. Ha, rồi. Ở đây mình có nhiều cách viết đó, ha mấy bạn, là mình có thể ghi là if A lớn hơn B thì return A, ngược lại thì return B. Đó. Rồi tìm số lớn nhất. Đó. Thế thì nếu mình ghi ở trên này luôn á thì khi mình chạy chương trình á thì trình dịch nó sẽ biên dịch tới đây, cái nó xong nó biên dịch tới đây thì nó vừa có khai báo luôn, ok, nó vừa có định nghĩa luôn rồi, hàm main nó sẽ biết hai cái ở trên, xong rồi vô hàm main mình xài à, thì được bình thường ha. Thế thì gọi thử ha, username bay ha.
Rồi mình gọi hàm in kết quả ha, bằng mình gọi hàm max. Rồi view. Đó. Run. Của thầy nó in bên dưới ha. Của thầy nó sẽ khác cái phần son một xíu nhưng mà nó cũng nhiều đó giao diện. Thì nó sẽ in ra cho mình cái kết quả là số 7 ở đây. Nó bình thường. Thế thì đó là một cách viết ha. Cách viết thứ hai á là mình sẽ khai báo ở trên. Mình viết cái định nghĩa ở dưới. Được chưa? Thế thì khai báo ở trên để làm gì? Để hàm main nó biết là có cái hàm tìm max đó với cái tham số đầu vào là nhiêu đây, với cái kiểu trở về là nhiêu đây, thì mình có thể dùng nha. Đó, mình có thể gọi được. Xử lý cụ thể thì đâu ra? Xử lý cụ thể thì nằm bên dưới có rồi, thì lúc này mình run thì nó cũng giống vậy. Nó cũng bảy được. Rồi, cách thứ ba, cách cuối cùng và cách này mấy em phải xài đó là chia file ra. Thế thì giờ chia file ra có nghĩa là mình sẽ khai báo cái hàm này ở đâu đó. Mình sẽ định nghĩa cái hàm này ở đâu đó. Và cuối cùng hàm main mình sẽ xài. À, rồi, bây giờ khai báo đó, thì những cái khai báo này mình để trong file header. Được chưa? Header.h. Rồi, thêm file vào ha. Cái việc thêm file này thì mấy em làm trong Visual Studio nó khác với cái của thầy. Miễn sao mấy em có cái file thôi. Rồi, thầy thì new file, thầy sẽ thêm header file của thầy nó có như vậy. Mấy em là add new item, nhấp phải add new item trên Visual Studio ha. Thì thầy để là ví dụ như thầy để my function là những cái hàm mà thầy sẽ viết ở trong đây, thầy để là my function, bấm create. Rồi OK, thầy sẽ đem cái khai báo qua đây. Được chưa? Đem qua. Thế thì giờ còn file chấm cb để định nghĩa cái hàm. Ha, tìm thêm vào tiếp mấy em. Add new item, new file ha, new file, cb file, my function chấm cb. Thường là mình đặt tên hai này giống nhau ha. Một cái chấm h, cái chấm cb tên giống nhau để cho nó dễ quản lý. Ủa? Cái này nó hồi nãy thầy nó có cái option là nó tạo sẵn ra cho mình cái file luôn, nó file chấm h luôn. Thôi thầy xóa nó đi, nó bị dư rồi đó. Thế thì bây giờ trong file chấm cb mình làm cái gì? Mình sẽ lướt file chấm h của mọi người đây. Lối phải chấm h đây, thầy coi cái này phải chấm h không? Rồi chấm h bình thường nè, mình lướt vào ha, mình lướt trên nè, đây là file chấm cv ha, ở trên đó mình phải in lướt file chấm h. Được chưa? In lướt xong rồi làm gì? Quét cái thân cho nó, thì thân nó có rồi, bên hàm main này cắt qua ha. Rồi xong rồi, khai báo bên chấm h, định nghĩa bên cb, hàm main mình xài thì giờ làm gì mấy em? Hàm main làm sao mà nó biết cái hàm tìm max của mình nằm đâu? Thì input vào nha mọi người, input vào ha, input my function. Được chưa? Rồi build được ha, run. OK xong. Viết thêm một cái hàm khác mấy em. Thì làm tiếp. Hàm tìm min ha. Giả sử vậy. Rồi tìm min. Qua chấm cb có tiếp. À, thì min thì nếu mà số nào min thì nhỏ hơn thì mình sẽ return, nếu a nhỏ hơn b thì return ngược lại return b. Rồi qua comment.
Return hai cái ha, cái mắc trên cái min được chưa. Rồi khai báo một cái reason ha, max min 37 run max 7 min ok vậy. À đổi tên hàm lại mọi người, chưa đổi, cho nó xuống hàng cho đẹp ha, inline rồi run. Rồi max 7 min 3 ha, đó xong. Đây là gọi sử dụng ha. Rồi có ai hỏi gì không? Các bạn online có hỏi gì không? Đâu rồi? Sao em? Em nói AO stream hả? Không. Tại vì để thầy giải thích. Ok, rồi. Thank you. Mình sẽ đem wifi chấm hát. Rồi. Username bay. Thì quan cái này xóa ha. Đó. Rồi, quan comment xóa đi. Ok, rồi thế thế thì nó chạy chạy như sao? Mình sẽ qua comment coi. Thì á, comment thì nó inload cái này, có nghĩa là để chạy được những cái này thì bên trên nó đã inload rồi. À, inload cái này nha. Đó. Chạy trên qua cái này mình coi. Được chưa? Qua cái này mình coi coi nó làm sao. Đó, thì bên đây thì nó sẽ inload cái này rồi, có nghĩa là cái này nó tồn tại đầu tiên. Xong rồi nó tới cái này, à, tới cái này xong rồi. Có nghĩa là nguyên cái đám này có rồi nè, xong rồi nó quay lại comment tới từ đây đây xuống 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 xuống. À, do đó thì nó biết rồi thì đây nó không cần. À, build chạy bình thường à. Đó. Ha, run. Rồi. À. Thì do đó đây cũng là một cái câu hỏi hay là mấy em biết thì mấy thường mấy load bị dư. Mấy load bị dư. À, mình không cần load nhiều vậy, mình biết cái luồng của nó, mình load đúng chỗ thôi. Và nhiều khi mình load dư như vậy nó có một số trường hợp mà có thể là một số bạn gặp code ở môn này thì nó đơn giản, nhưng mà ở môn kỹ thuật lập trình hoặc là môn hướng đối tượng thì nhiều khi nó bị vòng, cái này inload kia kia inload cái này, nó cứ vòng như vậy thì nó báo lỗi. Do đó mình biết cái chỗ dừng, khi nào cần mình inload cần thôi. Rồi có bạn nào có câu hỏi thêm không? Ok, không có mình sẽ nói tiếp ha. Mình sẽ nói luôn cái phần tiếp theo, sau đó mình sẽ làm bài tập sau. Rồi phần thứ hai á, của hàm rồi thì trong phần tiếp theo của hàm này mình sẽ coi là
Lúc nãy á, là mình viết cái hàm có kiểu trở về mấy em, tức là cái hàm của mình có return. Bây giờ nếu mà hàm không có return thì mình ghi gì? Hàm không có return thì mình ghi gì? Có nghĩa là hàm xử lý, bây giờ nó kêu là bạn hãy in cái kết quả ra thôi. Giờ mình cho một cái số 5, 10, 15 gì đó, bạn in cho tôi đi, in trên màn hình á, kiểu vậy thôi, nó không làm nữa hết á, không có return. Thứ hai, phần thứ hai là giờ mình sẽ nói cái những cái tham số truyền vào á, những cái tham số truyền vào hàm á, thì có trường hợp nào mà cái tham số truyền vào đó mình làm cho nó thay đổi luôn không? Ví dụ như truyền số 5 à, không, mình truyền vào cái biến x, biến x bắt đầu thì x bằng 5, sau đó truyền vào hàm mình làm chuyện gì đó, mình làm cộng trừ nhân chia gì đó, họ quay ra x bằng 10, kiểu vậy đó, làm thay đổi giá trị của biến truyền vào, thì đó nó gọi là tham số, tham tham chiếu và tham trị. Tham chiếu và tham trị, xíu mình sẽ đi cụ thể nó như thế nào ha. Cuối cùng là mình coi về những cái gọi là những cái và phạm vi của cái biến, phạm vi của cái biến có nghĩa là khai báo cái biến chỗ này chỗ khác xài được hay không ha. Đó nó là vậy, phạm vi của nó coi nó nằm ở cái phạm vi nào. Rồi thì cái đầu tiên đó là cái hàm của mình không có tham số, không có tham số thì hàng của mình không có tham số thì như nãy thầy nói rồi á, là mình lúc mình khai báo hoặc là lúc mình định nghĩa á, mình mở mặt đó một đơn là xong, không có tham số trong đó, không không có khai báo gì trọng á đó. Thì em thấy là function name mở mặt đó một đơn thứ hai là kiểu trở về luôn, kiểu trở về mình nãy nếu có trả về gì đó thì khai báo cái kiểu, cái kiểu cần trả về. Còn giờ không trả về luôn thì phía trước mình khai báo void. Void hả mọi người? Kiểu void đó ở nhiều ngôn ngữ đều có. Thường á thì mình phải nắm kiểu void này luôn, là nếu ở ngôn ngữ khác á, nó không có trả về nó cũng như void luôn. Ở phần lớn nhiều nhiều ngôn ngữ đều xài hết. Đó. Rồi, hai cái ha, một là không trả về, hai là không có số đầu vào. Như vậy thì nếu mà không có trả về và không có tham số đầu vào á, thì em coi cái dòng cuối cùng mình gọi mình xài như thế nào. Mình chỉ cần gọi cái tên hàm mở mặt đó một đơn là xong, phía trước nó cũng không cần ghi gì luôn. Hồi nãy có kiểu trả về thì mình ghi cái biến để mình giữ kết quả, ví dụ trong ví dụ của thầy ghi là in result bằng, chỗ này mình khỏi ghi ha, khỏi ghi biến, không cần giữ kết quả chứ nó không có. Tiếp theo ha, tiếp theo thì một cái hàm của mình á, nó có tham số đầu vào thì nó biết rồi. Tuy nhiên á, giờ á, tham số đầu vào của nó thì mình có thể ghi thêm cái một cái dạng làm ghi dấu và là ở chỗ này. Chỗ này data type và tên tên biến ha. Đây cho thấy là kiểu ví dụ như plot và tên biến, mà ví dụ in và tên biến ha. Đó là cái cách ghi khác của cái tham số mà mình cần có thể truyền vào ha. Bây giờ mình sẽ coi cách ghi đó có ý nghĩa gì ha. Thì á cái cách ghi đó nó có ý nghĩa là nó gọi là nó gọi ra đầu tiên cái tên của nó gọi là reference parameter, có nghĩa là tham số, cái tham số mà truyền theo kiểu tham chiếu, tham chiếu ha. Thì tham chiếu này nó làm cho mình được cái gì, làm cho mình được cái tham chiếu này á, thực chất ở bên dưới á, là nó sẽ đưa cái địa chỉ với ô nhớ vào hàm cho mình, có nghĩa là giả sử như giờ mình khai báo số 5 ha, số 5 cái chỗ mà để chứa cái số 5 á là nó nằm ở góc bên đây. Góc ở đây có cái địa chỉ 123 gì đó, thì nếu mình truyền tham chiếu thì nó lấy cái địa chỉ đó đưa cho mình thì từ cái địa chỉ đó mình sẽ biết là số 123 nó nằm bên đây, từ địa chỉ đó mình sẽ lấy ra được cái ô số 5 ngay chỗ địa chỉ đó mình xài. Được chưa? Thì như vậy đó, thì cái tham chiếu này bên dưới là nó truyền địa chỉ ha, và cái tác dụng nữa đó là với cái cách truyền địa chỉ đó thì nó cho phép mình thay đổi cái giá trị của cái biến truyền vào đó luôn.
ngay số 5 đó họ biến số 10. Được chưa? Tại anh viết địa chỉ đó rồi, lại địa chỉ đó anh đổi số 10. Ha, rồi. Đó là cách truyền thanh chiếu. À, còn lúc trước không có dấu và thì nó gọi là gì? Không có dấu và thì nó gọi là tham trị. Ha, tham trị là value ha, value parameter, còn nãy là reference parameter. Thì cách truyền tham trị ha là nó sẽ tạo ra cho mình một cái bảng sao chép, rồi nó lấy bảng sao chép đó nó xài. Có nghĩa là giờ giả sử như ô số 5 nằm ở đây có địa chỉ là 123. Mình truyền kiểu tham trị ha, truyền kiểu tham trị thì nó sẽ sao chép nguyên cái ô số 5 này thành một cái ô số 5 khác, nó để bên kia. Rồi nó lấy ô số 5 bên kia nó đưa cho mình xài. Được chưa? Đó là tham trị. Nó sao chép một cái bảng y chang vậy, rồi nó lấy cái bảng sao chép đó nó xài. À, còn tham chiếu là gì? Nó đi vào cái địa chỉ của ô này nó xài luôn. Đó, hai cái ha. Rồi. Ô này sao nhỏ xíu vậy? Quên, không biết thầy share cái slide này cho các bạn đây chưa ta? Đợi xíu ha. À, chắc rồi á. Rồi, thì ở đây có hai cái ví dụ. Ví dụ đầu tiên á, là mình truyền tham trị ha mấy mọi người. Function A, B, C, X. À, A, B, C, X, không có dấu và, tham trị. Bên dưới là 1, 2, có dấu và ha. Có dấu và là tham chiếu. 3 là tham trị. 4 là tham chiếu. Đó, mình ghi khác vậy có dấu và phía trước. Rồi. Đó là một cái ví dụ mình khai báo tham trị với tham chiếu. Thì tham trị với tham chiếu nó có thể truyền vào cùng một cái hàm. Một cái hàm nó có thể có cả hai loại. Rồi. Rồi, thì cái này là giải thích hồi nãy thầy vừa nói. Có nghĩa là nó tạo ra bảng sao chép. Hồi nãy thầy ví dụ là ô số 5 bên đây có địa chỉ 123, nó sao chép thành một ô số 5 khác. À, như vậy thì mấy em biết là nó sao chép một ô số 5 khác, thì ô số 5 khác cũng có địa chỉ, ví dụ là 456. Thì mình đang thao tác trên cái địa chỉ 456 đó, do đó bây giờ cái bên 456 đó mình thay đổi 10, 15, 20 gì đó. Nhưng ban đầu 123 ở đây đâu có thay đổi, do đó không có ảnh hưởng. À, còn nếu mình truyền tham chiếu mình lấy 123 ở đây mình sử dụng mình đổi thành 10, 15, 20 gì đó thì 123 nó bị thay đổi luôn, tại nó không có bảng sao chép nào hết. À, thì đó là cái ý nghĩa và cái tác dụng của tham trị với tham chiếu. À, rồi. Cái này là thầy nhắc lại một cái ý ha. Ý đầu tiên. Vậy thì mình truyền tham chiếu ha, truyền tham chiếu. Là ở đây nó có ghi nè. Nếu có thể nhìn nhà đọc like nếu mình quên cái ý thầy đang nói ha, là cái địa chỉ ha, express là địa chỉ mà nó đang giữ cái biến đó. À, địa chỉ đang giữ cái biến đó. Đó thì nó được truyền vào cái hàm, thì thông qua cái địa chỉ đó thì mình thao tác được trên cái biến ha, giá trị. Okay, rồi vậy thì mình sẽ có cái ý là ủa vậy mình tiền tham chiếu chi mọi người, tiền 5 tỷ thì xài cũng được rồi, tiền tham chiếu chi vậy? Ừ. Tiền tham chiếu chi? Thì tác dụng đầu tiên em thấy là giờ cái hàm của mình nó trả về một lần á, nó trả về có được một giá trị à. Ha, ví dụ thầy cho chiều dài và chiều rộng ha, thầy cho chiều dài và chiều rộng hình tứ giác. Đó. Thầy kêu mấy em tính diện tích và chu vi đi. Tính diện tích và chu vi xong rồi trả về cho thầy. Area ha. Và chu vi. Thì lúc cái code ví dụ hồi nãy á, là file area xong rồi return code. Nhưng mà với yêu cầu mới của thầy thì kêu tính diện tích và chu vi xong rồi trả về cho thầy. Vậy mấy em có trả về được hai cái không? Trả về có luôn luôn có một cái à.
Vậy giờ cái chu vi đó làm sao mà thầy lấy được cái chỗ ở đây? Đó, thì nó sẽ thông qua cái biến tham chiếu, nó sẽ trả về cho mình kèm theo cái tham chiếu đó nữa. Một cái là nó return bình thường, còn cái nữa nó thiếu, nó chưa return được, thì mình sẽ gán cái giá trị mới vào cái biến chu vi lúc nãy mình truyền vào. Thì ban đầu giả sử mình cho chu vi bằng 0 đi, mình đưa vào cái mình đưa vào cái hàm đó luôn, cái sốc chút mình tính xong rồi thì mình gán cái giá trị chu vi đó, rồi ra ngoài mình lấy chu vi đó mình xài thì nó sẽ có giá trị mới. À, thì đó là bổ sung cho cái việc return một giá trị, bổ sung cho việc return một giá trị. Cái thứ hai á là mình biết rồi á, là giống như nãy thầy nói á, là nếu mình truyền tham chiếu thì nó truyền luôn địa chỉ của biến nằm đó. Nếu mình truyền tham trị thì copy sang cái ô khác nữa, xài ô khác đó. Thế thì nếu truyền tham trị thì nó tạo thêm cái bộ nhớ, đúng không? Tạo thêm cái ô nhớ để tốn bộ nhớ. Rồi. Cái thứ ba là mình thay đổi cái giá trị của tham số theo ý của mình. Thay đổi giá trị tham số. Thì cái ý này á, là nó sẽ trùng với cái ý thứ nhất là bây giờ á, mình truyền vào cái biến, mà cái biến đó xíu nữa mình muốn thay đổi giá trị mỗi giá trị mới, mỗi mấy giá trị mới, thì đúng với ý nghĩa của tham chiếu là mình truyền như vậy ha, là ba cái. Rồi có ví dụ ha, thì zoom cho to lên. Ok, ví dụ đầu tiên, ví dụ này á, là mình có cái hàm get score là nhập điểm ha. Mình sẽ có cái biến điểm mình đưa vào cho cái hàm đó, xong rồi cái hàm đó nó sẽ lấy điểm nó gán vào. Như vậy thì khi mà xong cái hàm get score đó, mình sẽ có cái điểm không biết là nhiêu, năm sau 7 8 9 10 đó. Xong rồi với cái score mà đã được có sẵn đó thì mình xài in ra. Thế thì đây em thấy là nó có một số cái dòng cell, rồi get score, rồi in cái score đó ra. Như vậy thì cái biến cost score này nó để vào cái get score. Như vậy thì ở line số 2 này là truyền tham chiếu, và ở đâu đó ở trong cái hàm get score này nó sẽ đưa giá trị mới cho cái biến cost score đó. Rồi đưa giá trị mới cho mọi người là đây, xin nè, xin, đó có nghĩa là người dùng nhập 10 thì xíu ra ngoài nó cũng 10, người dùng nhập 9 thì ra ngoài 9, rồi ring ray, ủa sao lúc score lúc ray, ở đây coi lại ha, chắc thầy biết tên hàm bị sai, ring ray bên đây là ring ray, ok. Ray là loại gì ha? Điểm, một cái là điểm, một cái là cái name của nó, cái tên xếp loại, cho nên cái tên của nó khác. Ok, ring ray thì ở đây mấy em thấy là truyền tham trị ha. Truyền tham trị. Thế tại vì mình không có mong muốn là giờ thay đổi đó, mình lấy số đó mình xài if else này nọ thôi, mình không có muốn là thay đổi giá trị đó gì nữa hết, cho nên tìm tham trị được rồi, không cần để tham số. Ha. Bên trên nó thì đưa vào, nhưng mà muốn thay đổi để người dùng nhập vào biết nhiều, bên dưới lấy số đó xài thôi, không thay đổi gì hết, do đó tham trị. Rồi thì bên dưới là if else để xếp loại ha mọi người, lớn 90 loại A, lớn bằng 80 loại B gì đó vân vân, cái này xếp loại bình thường thôi. Rồi đây là cái hình minh họa. Hình minh họa đây, bắt đầu có hàm main, có cái biến cost score, cái biến ha, cái biến đó chưa có giá trị là cái ô rỗng nè. Rồi mình sẽ gọi cái hàm gọi cái hàm, và mình đưa địa chỉ của cái biến đó cho cái hàm này, nãy mình truyền tham chiếu mà. Thì như vậy ở trong đây nó có một cái
đường dẫn đến cái ô mà chưa có giá trị đó. Được chưa? Rồi, thì trong cái hàm này á, mình có dòng cin nhập vào, thì nó đi lại cái ô này nó điền vào. À, rồi. Còn ring rate thì sao? Như vậy ở bên trên có 85 rồi. In nó ra thì bên đây nó có cái ô, có biển cái ô khác 85, nó không có nói gì lại hết. À, đó, đó là cái hình mô tả. Được chưa? Mọi người có hỏi gì không? Ok, nói tiếp theo ha. Rồi. Thế thì tiếp theo là nói về cái loại biến là gì và phạm vi của nó. Thế thì khi một cái hàm được gọi á, một cái hàm ha, được gọi thì những cái biến mà mình khai báo trong cái hàm đó, những cái biến khai báo trong cái hàm đó thì nó gọi là biến local, biến cục bộ trong cái hàm đó. Đây. Local variable, local ha, local. Local một cái phạm vi nào đó, có nghĩa là giờ mình tạo ra cái gì đó, mình khai báo cái biến ở trong cái lớp này ha, một cái ô nào đó trong đây thì xài trong đây thôi, ra ngoài nó không còn. Được chưa? Ra ngoài gọi thì không được. Rồi, ví dụ. Ví dụ ha. Ở đây à, để coi. Thôi để thầy nói luôn, thầy xíu thầy có ví dụ cho em. Thầy nói một cái ý nữa thầy có. Như vậy thì mình vừa nói là có biến local, là biến phạm vi ở trong cái hàm đó thôi. Thế thì cái khái niệm mới nữa đó là biến toàn cục. À, lúc nãy là cục bộ, là local. Bây giờ là toàn cục. Tiếng Anh là global. À, global, toàn cục. Có nghĩa là khi khai báo cái biến đó thì ở nhiều chỗ nó sẽ xài được cái biến đó, chứ không phải là ở trong phạm vi của hàm thôi. Một cái hàm A cũng xài được biến lobo đó, một cái hàm B cũng xài được biến lobo đó, và ngay cả hàm main cũng xài được biến lobo đó. À, thì biến lobo này có nhiều tác dụng, có ích cho mình, giúp cho mình truy xuất nhanh một cái biến ở nhiều chỗ. À, đó. Nhưng cái rồi, ví dụ ha, ví dụ đơn giản trước. Giờ giả sử mình có biến A, nó thấy biến A ở đây. Được chưa? Trong hàm 1 có biến A1. Trong hàm 2 thì có biến A2 và trong cái block này có biến A21. Trong hàm main thì có biến A3. Như vậy trong hàm main này có xài được biến A không? Xài được ha, là tại vì nó là biến toàn cục global ha, toàn cục. Có nghĩa là phạm vi của cái này nó sẽ cùng cấp với những cái này. Cùng cấp với những cái này thì ở trong cái main này nó sẽ biết là có cái biến A. Nhưng A1 thì sao? Nó nằm trong cái phạm vi của hàm 1 thôi. Nếu qua hàm 2 mình gọi không được, qua hàm main gọi không được. Tương tự vậy cho A2 và A21. À, nó nằm trong phạm vi nào thì xài trong phạm vi đó thôi nha mọi người. Rồi. Rồi, cuối cùng. Thì bây giờ em khai báo biến toàn cục rồi. Nhưng mà em thấy là biến toàn cục có tác dụng gì không? Nó có, cái tác dụng thì có rồi, nãy thầy nói xài được nhiều chỗ ha. Nhưng mà nó có cái nó có cái điểm bất lợi nào không? Có điểm bất lợi nào không? Thì nó gọi ở đây là nó gọi là đây có cái từ ha, có cái từ cũng hay thường dùng trong cái lập trình của mình, nó gọi là
side effect, side effect, tác dụng biên, tác dụng bên cạnh những cái tác dụng chính á, nó còn tác dụng phụ. Có nghĩa là khi mà em dùng thuốc á, dùng thuốc á, ngoài tác dụng chính là chữa bệnh này nọ, nhiều khi nó gây ra cho mình một hai cái tác dụng phụ, nhức đầu, mệt mỏi rồi này nọ thêm á, tác dụng không mong muốn. Thì đối với cái biến toàn cục này thì nó cũng có tác dụng như vậy. Vì giờ giả sử như mình có cái biến toàn cục A bằng 10, giờ cái hàm thứ nhất nó làm gì đó, nó làm cho A bằng 100, ok, thầy thấy ngon rồi. Qua hàm thứ hai, qua hàm thứ hai mình làm gì đó làm cho 200. Bây giờ qua hàm thứ nhất mình coi lại, ủa sao số 100 mất tiêu rồi, được chưa? Thì giữa những cái hàm khác nhau nó tác động lên cái biến toàn cục đó, nó gây cho mình cái lỗi là cái giá trị không mong muốn xảy ra, giá trị không muốn xảy ra, nó gây tác dụng side effect. Đó. Vì do đó là sao? Mình chỉ nên đặt những cái biến toàn cục cho những cái hằng số thôi. Lời khuyên là như vậy, hằng số. Nghĩa là giờ mình đặt biến toàn cục cho bi bằng 3.14, ok. Mình đặt biến toàn cục cho cái số maximum mà mình quy định cho cái mảng ha, hay là cái số phần tử là số lượng maximum là mình đặt ngàn. Thì mọi nơi đều sử dụng số ngàn nó hết được. Còn mình không nên đặt cái biến toàn cục cho cái biến nào đó mà nó có thay đổi giá trị. Tại vì chỗ này nó thay đổi, chỗ kia nó thay đổi, nó dẫn đến kết quả không mong muốn. Rồi. Chắc hết rồi đó. Rồi. Ok. Rồi, có ai hỏi gì không? Rồi, tóm tắt lại mọi người. Thế thì ngoài cái hàm có kiểu trả về ra thì mình có cái hàm gọi là hàm void. Cái tên của hàm, tên của hàm nó gọi là hàm void. Hàm void. Thì ở nhiều ngôn ngữ, nhiều chỗ, nhiều cách viết mấy em đều có hàm void ha. Không phải là ngôn ngữ siêu cộng không. Mấy em học ở môn khác hoặc là mấy em có ngôn ngữ khác nó cũng gọi là hàm void luôn. Thì hàm void là hàm không có kiểu trả về. Không có kiểu trả về ha, tức là mình có xử lý cộng trừ nhân chia, in ra kết quả này nọ, không có trả về kết quả cho người khác xài gì hết, hàm void. Thứ hai là mình có hai cách truyền tham số, truyền theo kiểu tham chiếu reference và truyền theo kiểu tham trị value ha, value. Đó. Truyền theo kiểu tham trị thì nó sẽ copy một cái ô nhớ khác rồi nó lấy ô nhớ đó nó xài. Truyền theo kiểu tham chiếu thì nó truyền cái địa chỉ của ô nhớ đó. Rồi cuối cùng là cái phạm vi của biến. Có hai loại, một là local, hai là lobo. Biến cục bộ á, cục bộ là local. Mình khai báo biến local phạm vi nào xài được phạm vi đó thôi, ra chỗ khác không có. Biến lobo xài được nhiều chỗ nhưng nó có tác dụng side effect. Có thể là gây ra kết quả không mong muốn ha. Mọi người phải suy nghĩ khi mình xài nó. Rồi. Xong. Rồi không biết là mấy bạn có hỏi gì, mấy bạn online có hỏi gì không? Ok, nếu không có thì mình giải lao một xíu nên vô làm bài tập ha. Giải lao sớm thì vô sớm. 20 phút thôi mọi người. Tới 9:15. 9:15 ha.